Kính thưa quý khán giả, trong những năm qua thì kinh tế vườn ở đồng bằng sông Cửu Long đã có nhiều bước phát triển mạnh mẽ, và một trong những thành tựu nổi bật đó là nhiều nhà vườn đã có sự vận dụng sáng tạo các kiến thức khoa học kỹ thuật để điều chỉnh mùa vụ trái cây theo ý muốn. Việc làm này không chỉ là cải thiện giá bán, nâng cao được lợi nhuận từ canh tác vườn mà còn góp phần rất lớn trong vấn đề là nâng cao sức cạnh tranh của trái cây nước ta trên thị trường xuất khẩu. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tổng diện tích cây ăn trái của nước ta hiện đạt trên 840.000 ha, trong đó có trên 460.000 ha trái cây nhiệt đới được trồng ở các tỉnh phía Nam. Dẫn đầu cả nước về diện tích là tỉnh Tiền Giang, kế đến là Đồng Nai, Vĩnh Long, Bến Tre. Đây là vùng sản xuất trái cây tập trung theo hướng hàng hóa lớn, phong phú, đa dạng về chủng loại, phẩm chất ngon, nổi tiếng trên thị trường trong nước và xuất khẩu. Nếu để cây ra hoa tự nhiên, mùa trái cây ở đồng bằng sông Cửu Long tập trung từ tháng 4 đến tháng 7 hàng năm. Khi đó, chỉ một số loại trái cây như quýt hồng, bưởi, xoài mới có thể thu hoạch đúng vào dịp Tết Nguyên Đán. Nhưng với kỹ thuật xử lý ra hoa nghịch vụ, thị trường trái cây Tết hiện nay có chủng loại rất phong phú, đa dạng. Những vườn chôm chôm chuẩn bị bán Tết như thế này có thể mang lại nguồn thu nhập cao gấp 2 đến 3 lần so với để chúng ra trái tự nhiên theo mùa vụ. Không chỉ có mùa Tết, hiện nay nhiều loại trái cây đặc sản ở đồng bằng sông Cửu Long đã có mặt hầu như quanh năm trên thị trường. Nhờ nắm bắt tốt khoa học kỹ thuật, nhà vườn đã chủ động được mùa vụ, hạn chế tình trạng cung vượt cầu trong mùa thu hoạch chính vụ. Thực tế thì số lượng bà con nông dân mà có cái trình độ cao là rất lớn. Đặc biệt mình thấy cụ thể ví dụ như là cái việc xử lý ra hoa trên nhiều loại cây trồng thì ước tính trung bình nó khoảng 50%. Như vậy thì nhiều nhà vườn chúng ta để cái trái cây thuận và nhiều nhà 50% thì nhà vườn đã để nghịch vụ, thì những cái người để nghịch vụ là những cái người trình độ rất cao. Phải nói là rất cao, họ gọi là siêu trong cái việc là xử lý ra hoa chẳng hạn. Thì mình thấy được là vậy, là mình có thể rải vụ như thế thì chúng ta có thể độc quyền trong việc cung cấp trên thị trường, mà những cái nước khác hay là những cái vùng khác họ không có điều kiện và họ chưa có trình độ như thế. Thì tôi rất là tự hào cái việc là bà con nông dân là đã có trình độ rất là tốt như thế. Có thể nói, năm 2014 là năm thắng lợi lớn của những nhà vườn trồng sầu riêng áp dụng kỹ thuật xử lý ra hoa nghịch vụ. Vào những tháng cuối năm, đỉnh điểm của giá sầu riêng lên đến trên 100.000 đồng một kg. Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay và gấp 4 đến 5 lần so với sầu riêng chính vụ. Không riêng gì năm 2014 mà nhiều năm qua, thu nhập từ cây sầu riêng luôn ổn định ở mức cao. Tại các vùng chuyên canh lớn như huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, bất cứ thời điểm nào trong năm cũng có sản phẩm để cung cấp cho thị trường. Đặc biệt là đối với cây sầu riêng, nhà vườn đã vận dụng hết sức sáng tạo và hiệu quả các tiến bộ kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng trái sầu riêng. Để ứng dụng vào vườn sầu riêng của mình thì tôi đi những con đường thế này. Thứ nhất là đọc sách báo, rồi tiếp cận học hỏi những thầy ở trường đại học, các anh ở viện, rồi và từ một cái quan trọng nhất là kinh nghiệm của nông dân với nhau. Chúng tôi là ở đây là gần 10 năm là có cái câu lạc bộ hộ làm vườn trồng sầu riêng, thì anh em mà mỗi tháng ngồi lại với nhau chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Theo đánh giá của các nhà khoa học, điều kiện thổ nhưỡng và thời tiết ở đồng bằng sông Cửu Long rất thích hợp để xử lý nhiều loại cây trồng cho trái nghịch vụ. Những loại cây trồng chủ lực như nhãn, chôm chôm, thanh long, sầu riêng đều đã được các nhà khoa học nghiên cứu đưa ra quy trình cơ bản để giúp bà con chủ động điều khiển mùa vụ. Tuy vậy, để thực hiện một cách hiệu quả những quy trình xử lý kỹ thuật này vào thực tế sản xuất, đòi hỏi nhà vườn phải có nhiều kinh nghiệm cũng như nắm vững các kiến thức khoa học được chuyển giao. Thực tế cho thấy, nhà vườn nào chủ động nắm bắt khoa học kỹ thuật, vận dụng sáng tạo vào thực tế sản xuất sẽ có nhiều cơ hội tận dụng thời cơ khi thị trường có nhu cầu cao. Như trường hợp làm giàu từ cây nhãn Ido của ông Quỳnh Văn Diên ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Đây là giống nhãn mới nên ban đầu ông gặp nhiều khó khăn trong khâu chăm sóc cũng như xử lý ra hoa. Thấy được tiềm năng của cây nhãn Ido, ông phải tham vấn ý kiến của các nhà khoa học, trao đổi kinh nghiệm với các nhà vườn đi trước. Bằng nhiều cách khác nhau, ông đã dần khắc phục được những khó khăn trước đó,
để liên tiếp có được những vụ nhãn trúng mùa, trúng giá, giúp ông có nguồn lực lớn để tiếp tục đầu tư phát triển vườn nhãn của mình. Đến nay, ông Quỳnh Văn Duyên đã có đủ sự trải nghiệm để đúc kết thành quy trình tổng thể nhằm nâng cao hiệu quả canh tác, điều chỉnh nhãn ra qua theo ý muốn. Bằng niềm đam mê và sự sáng tạo của mình, thì nhiều nhà vườn đồng bằng sông Cửu Long đã có nhiều cách làm hay để góp phần cải thiện cuộc sống của gia đình mình. Và không dừng lại ở đây, nhiều bà con nhà vườn còn sẵn lòng là chia sẻ kinh nghiệm với những bà con khác để cùng nhau là phát triển kinh tế gia đình. Và đây là một nhà vườn như thế. Chào chú. Thì nhân đây thì chú có thể cho biết là Tết năm nay thì gia đình mình ăn Tết như thế nào chú? Như năm nay thì gia đình mình chuẩn bị ăn Tết cũng thấy cũng rất sung túc. Bởi vì vụ mùa nhãn năm nay mình làm trái nó cũng trúng, và đồng thời cái giá nhãn nó cũng cao. Được biết là chú là một trong rất ít những người nông dân đã được cái giải thưởng là sáng tạo Trần Đại Nghĩa của tỉnh Vĩnh Long. Vậy thì chú có thể chia sẻ kinh nghiệm là lúc đó là xuất phát từ cái ý tưởng nào mà mình tham gia cái giải thưởng này? Cái ý tưởng là cái giải thưởng á, thì mình có ý tưởng là mình thấy mình ấp ủ, mình tìm tòi, mình là áp dụng cho cái mảnh vườn mình qua cả 20 năm nay thì nó đạt được cái quy trình mà theo cái ý muốn của mình như vậy. Mà thấy cũng rất là nhiều bà con cũng có trồng cây nhãn này nên làm nó cũng thất thu, rồi là lỗ vốn, rồi có người là lại là chặt bỏ rồi chuyển sang cái cây khác nữa. Nên á, ấp ủ từ cái chỗ đó nên mình mới đưa cái đề tài mà sáng tạo kỹ thuật của mình ra để cho cái hội đồng kỹ thuật giám định để coi coi mình làm theo cái ý mình như vậy đó có thể đạt hay không. Chính là mình nói đạt nhưng mà để hội đồng thẩm định xác nhận là đạt, để mà từ cái đó mình mới in ấn ra được cái tài liệu để hướng dẫn giúp đỡ cho nhiều nhà vườn khác. Để mà canh tác nhãn thành công thì đòi hỏi rất là nhiều kiến thức khoa học kỹ thuật khác nhau. Như vậy thì nhân đây thì chú có thể cho biết là cái cách nào để cho mình tiếp thu được những kiến thức này và mình vận dụng như thế nào vào trong quá trình thực tiễn sản xuất của mình? Cái chuyện thì chỉ chung chung vậy thôi, nhưng mà cái hướng đi nó đã có, là cái hướng của mình trực tiếp mình canh tác nó cũng đã có rồi. Thì như vậy là cái đường nào đúng thì mình tiếp tục mình canh tác. Thì từ đó cái hiệu quả nó càng ngày nó càng cao. Và mình cũng rút tỉa rồi mình mới viết thành bài, rồi mà mình mới đi dự thi, rồi để nhờ cái đó mình có được cái tài liệu đến ngày nay là nó cũng tương đối hoàn chỉnh. Không chỉ mang lại hiệu quả sản xuất cao cho từng nông hộ, việc chủ động mùa vụ từ trình độ thâm canh cao của nhà vườn còn được xác định là một lợi thế cạnh tranh lớn của trái cây nước ta trên thị trường xuất khẩu. Trong những năm qua, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam liên tục tăng trưởng. Nếu năm 1996, nước ta chỉ mới xuất được 90 triệu đô la, thì đến năm 2013, con số này đã vượt mốc 1 tỷ đô la. Và năm 2014, còn tạo nên một kỷ lục mới với tổng giá trị xuất khẩu ước đạt đến 1,47 tỷ đô la, tăng gần 35% so với năm 2013. Đã có khoảng 40 chủng loại rau quả của nước ta thâm nhập được thị trường của khoảng 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Bên cạnh Trung Quốc, thị trường nhập khẩu trái cây Việt Nam lớn nhất. Năm qua, rau quả nước ta cũng đã dần nâng cao được sản lượng tiêu thụ ở các thị trường cao cấp như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Hà Lan, Nga. Tổng lượng rau quả xuất khẩu năm 2014 của Việt Nam đạt hơn 1,6 triệu tấn. Trong đó, nhiều nhất là thanh long với gần 1 triệu tấn. Một số loại rau quả khác như dưa hấu, nhãn, dải, chôm chôm vẫn đứng trong top đầu về sản lượng xuất khẩu. Đứng về phía người nông dân là người áp dụng được khoa học kỹ thuật, thực hiện được cái chương trình thao tác nông nghiệp tốt, từ đó cho ra những cái sản phẩm mà vừa sạch dịch hại mà vừa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đầu tiên là phải ca ngợi cái sự nỗ lực của người nông dân. Kế tiếp là chúng ta cũng có một cái lực lượng doanh nghiệp rất là phải nói là linh hoạt để mà có thể xuất khẩu được một cái lượng lớn như vậy đi tất cả các cái thị trường. Và cái quan trọng hơn cả là chúng ta giữ được cái chất lượng của trái cây của chúng ta, và chúng ta có cái nguồn hàng trải đều quanh năm. Điều này rất là quan trọng, là đó là cái nền tảng để làm cho cái giá trị hàng hóa xuất khẩu của chúng ta nó giữ được cái giá cao trong quanh năm. Có thể nói, thanh long là loại trái cây thành công nhất của nước ta trên thị trường xuất khẩu. Liên tiếp nhiều năm qua, thanh long luôn dẫn đầu về sản lượng và giá trị xuất khẩu. Theo Hiệp hội Rau quả,
Việt Nam đang đứng số 1 trên thế giới về xuất khẩu loại trái cây này. Bên cạnh chất lượng trái ngon, các nỗ lực xúc tiến thương mại của ngành chức năng và doanh nghiệp, việc chủ động được mùa vụ được xem là những yếu tố tiên quyết để trái thanh long có nhiều lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Do hiệu quả kinh tế cao nên ngày càng có nhiều trang trại trồng thanh long được đầu tư bài bản ra đời, hình thành vùng nguyên liệu lớn để hướng đến các thị trường có giá trị cao. Có một bất ngờ thú vị là những mô hình này lại có thể hình thành và phát triển ngay trên vùng đất nhiễm phèn nặng, khó canh tác. Điển hình như trang trại trồng thanh long có diện tích hơn 30 hectare của anh Đoàn Giang Sang ở huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Tuy ban đầu gặp nhiều trở ngại về điều kiện đất đai, nguồn nước, nhưng nhờ áp dụng nhiều tiến bộ kỹ thuật nên cây thanh long ở đây vẫn phát triển rất tốt. Đáng chú ý là do trang trại được đầu tư áp dụng các giải pháp canh tác tiên tiến nên rất thuận lợi để xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu. Có thể xem đây là một mô hình tiêu biểu cho cách thức làm ăn hiện đại, một xu thế mới nhằm phát triển kinh tế vườn ở những vùng đất mà điều kiện tự nhiên còn nhiều khó khăn trở ngại như huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Nông nghiệp bền vững thì phải nói về quy mô, mà quy mô thì cái trái mình làm ra thì phải một trong những đẹp, ngon mà phải đồng loạt nữa. Thì xuất phát từ ý tưởng đó cho nên tôi mới đầu tư một cái trang trại bài bản và áp dụng khoa học kỹ thuật. Cho nên đặng cho có bây giờ thương lái hoặc là đối tác của mình á, người ta rất là cần những cái mô hình hay những cái vùng nguyên liệu là sạch mà an toàn. Thì đây cũng là một cái mô hình tôi mong muốn để người ta mua trái cây của mình, không những là người ta biết trái cây nhưng mà ta biết tới cái vùng nguyên liệu của mình là có một vùng nguyên liệu rất là lớn, rất là sạch, rất là ngon, chứ không có còn ý tưởng là để là bà con mình sản xuất nhỏ lẻ nữa. Một bước tiến khác cũng rất đáng ghi nhận trên lĩnh vực kinh tế vườn trong năm 2014 là những mô hình sản xuất theo quy trình an toàn, truy nguyên nguồn gốc đã và đang khẳng định được hiệu quả so với các biện pháp canh tác truyền thống. Các sản phẩm trái cây sản xuất theo quy trình Việt Gáp hay Global Gáp đều được tiêu thụ tốt ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu. Từ các mô hình này, mối liên kết bốn nhà ngày càng chặt chẽ hơn, đặc biệt là giữa nhà vườn và doanh nghiệp tiêu thụ, như trường hợp của trái bưởi da xanh ở tỉnh Bến Tre. Nhờ thiết lập được mối liên kết chặt chẽ giữa nhà vườn và doanh nghiệp mà giá trị của trái bưởi da xanh mới được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt là từ nhà vườn đến cơ sở thu mua, bảo quản đều được các cơ quan chức năng đầu tư hỗ trợ xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng. Nhà vườn an tâm đầu tư để vườn bưởi cho năng suất chất lượng cao. Doanh nghiệp có vùng nguyên liệu ổn định nên chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm. Nhờ vậy mà trái bưởi da xanh đã được tiêu thụ mạnh ở cả thị trường trong nước lẫn xuất khẩu với giá cả ổn định ở mức cao, giúp cho thu nhập và đời sống của bà con nhà vườn trồng loại bưởi này được nâng lên mạnh mẽ. Thì nói chung á, bà con đây rất an tâm. Thứ nhất là khi mình cái hàng mình mà mình trồng ra đó, là cũng như là mình không sợ là dư hàng là ế chợ. Có nghĩa là mình trồng bao nhiêu cũng có doanh nghiệp bao tiêu mua hết. Nhưng mà giá cả mình không sợ, là nói chung là không sợ bị ép giá, là mua đúng giá. Trong cái định hướng của ngành nông nghiệp đối với cây ăn trái thì cái hướng là sẽ là xây dựng cái vùng nguyên liệu chứ không để là diện tích manh mún nhỏ lẻ như cái thời gian qua, bằng cách là tổ chức lại sản xuất thì hình là các tổ liên kết. Và chúng tôi theo cái hướng là đã có cái quy hoạch vùng cây ăn trái đã được phê duyệt rồi, đồng thời tổ chức tập huấn cho người nông dân theo cái định hướng ráp thôi, và chỉ chứng nhận ráp khi nào có doanh nghiệp đồng hành. Nhằm phát huy tối đa lợi thế về việc chủ động mùa vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã xây dựng chương trình nhằm tổ chức sản xuất rải vụ một cách hợp lý trên toàn khu vực. Theo đó, sẽ quy hoạch vùng trồng tập trung, liên kết giữa các địa phương, có sự quản lý và điều tiết tốt. Đầu tư ứng dụng công nghệ cao để đảm bảo chất lượng sản phẩm đồng đều với sản lượng lớn và liên tục trong năm. Đồng thời, giảm chi phí sản xuất, tinh gọn chuỗi giá trị và gia tăng giá trị thu hoạch trên cùng đơn vị diện tích đất sản xuất. Bên cạnh đó, việc xây dựng thương hiệu mang tầm quốc gia và quảng bá sản phẩm trên thị trường quốc tế cũng sẽ được đẩy mạnh nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh và nâng tầm trái cây Việt trên thế giới. Trong năm 2015 tới đây thì Hiệp hội Rau quả Việt Nam dự báo lĩnh vực xuất khẩu rau quả của nước ta sẽ tiếp tục gặp được nhiều vấn đề thuận lợi. Với niềm đam mê và sáng tạo của mình, tin rằng nhà vườn ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ cùng với doanh nghiệp và các ngành chức năng tiếp tục chinh phục được những đỉnh cao mới trên lĩnh vực xuất khẩu rau quả, góp phần phát huy được tiềm năng kinh tế vườn vốn là thế mạnh của nhiều địa phương trong khu vực.